Anh đưa lộn. Bao này không phải của em. Rồi có cái này của em mà. Không, cái bao này không phải của em. Bao này của diễn viên quần chúng nào á. Có 200 ngàn à. Thì 200 ngàn à. Diễn viên quần chúng nó có 120 thôi. Em là hơn người ta gấp bội lần. Em được 200 ngàn nó cứ cất đi. Mà cái này của em hả? Của em. Cái xe là của em. Cái xe của em 200 ngàn. Cái xe của em 200 ngàn. Trời đất ơi. Mua cái đầm 2 triệu đồng mà cái xe có 200 ngàn. Vậy là lỗ 1 triệu 8. Làm sao mà có tiền trả cho thằng Quý đây trời. Chị em với nhau mà làm gì mà em bắt chị phải khách sáo giống như người dân nước lã vậy. Ủa lỡ như mà em đang thay đồ rồi chị vô thì sao? Thì chị thấy chứ làm sao. Em dù sao cũng lớn rồi nha, chứ không phải còn nít Nikolai đâu mà muốn làm gì làm nha. Thôi lớn gì. Ngày xưa là một tay chị chăm sóc em nè, ẩm bồng em nè, hả, lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Cái gì của em mà chị chưa thấy mà em làm gì em sợ như vậy. Con heo của thằng Quý đó. Trời đất ơi, con heo của nhỏ rồi cũng chấn lột luôn. Đâu gì đâu, vì sự nghiệp nổi tiếng của tôi là tôi bất chấp hết. Trời ơi. Đưa đi, đưa gì không đây. Gì vậy? Trời, cái gì vậy? Gì mà thở như vậy? Hình như tôi thấy ở đây có một cái không khí rất là, phải nói là đằng đằng sát khí đó.